Cách vẽ trần mây rất đơn giản mà nhiều người không biết. Có những người nhìn qua một lần biết, Việt tin không? Có anh tin. Nhưng mà để nói thành thạo là cũng không phải đơn giản nếu không có cách người chỉ dạy ạ. Cứ phun luôn cái mặt trời cho em chiều sáng làm chứ. Đâu là cái phun mặt trời nhá. Có thằng đâu nó phun bây giờ kia cái cháu em phun là nó hay bị cạn. Đi nào mà nói em có gần chục người cháu á, đéo ai người ta tin đâu. Không ai tin thật. Không ai tin đâu. Đúng, nhưng mà cái này thực tế. Thực mà. Mà bảo có gần chục người cháu làm công nghệ mà nó lại thấy giật mình luôn ạ.